Nói về nguồn gốc của ngày Tết Trung Thu. Trung Thu là giữa mùa thu. Tết Trung Thu như tên gọi là ngày giữa mùa thu, tức là ngày 15 tháng 8 âm lịch. Tết Trung Thu tại Việt Nam không biết có từ bao giờ, không có sử liệu nào nói rõ về gốc tích của ngày lễ rằm tháng 8 này. Theo tích xưa, Tết Trung Thu bắt đầu từ đời nhà Đường, thời vua Duệ Tôn, niên hiệu là Văn Minh. Năm ấy vào đêm khuya rằm tháng 8, gió mát trăng tròn thật đẹp. Trong khi người chơi ngoài thành, nhà vua gặp một vị tiên giáng thế trong lớp một ông lão đầu bạc phơ như tuyết. Vị tiên có phép tạo một chiếc cầu vồng, một đầu là giáp cung trăng, một đầu là giáp mặt đất, và nhà vua trèo lên cầu vồng đi đến cung trăng và dạo chơi nơi cung quảng. Trở về trần thế, nhà vua luyến tiếc cảnh cung trăng đầy thơ mộng, nhà vua đặt là Tết Trung Thu. Ngày Tết sau đó được du nhập vào Việt Nam. Trong ngày Tết Trung Thu, người ta bài cổ với bánh trái hình mặt trăng, treo đèn kết hoa, nhảy múa ca hát, múa lân rất tưng bừng. Nhiều nơi có những cuộc thi cổ, thi làm bánh của các bà, các cô. Trẻ em có những cuộc rước đèn và nhiều nơi có mở cuộc thi đèn. Nhiều gia đình bày cổ riêng cho trẻ em và trong mâm cỗ xưa thường có ông tiến sĩ giấy đặt ở nơi cao, đẹp nhất. Xung quanh là bánh trái, hoa quả. Giờ vào dịp Trung Thu, các địa điểm dân phố hoặc là trung tâm thương mại lớn đều có tổ chức trang trí và các hoạt động riêng cho trẻ. Lại là nơi được nhiều quý phụ huynh lựa chọn đưa các bé đến cùng vui chơi, chụp ảnh. Theo các nhà khảo cổ học thì Tết Trung Thu ở Việt Nam có từ thời xa xưa, đã được in trên mặt trống đồng Ngọc Lũ. Còn theo văn bia chùa Đội năm 1121 thì từ đời nhà Lý, Tết Trung Thu đã được chính thức tổ chức ở Kinh Thành Thăng Long với các hội đua thuyền, múa rối nước và rước đèn. Đến đời Lê Trịnh thì Tết Trung Thu đã được tổ chức cực kỳ xa hoa trong phủ chúa mà Tang Thương Ngẫu Lục đã miêu tả. Học giả B. Riran khi nghiên cứu về nguồn gốc Tết Trung Thu đã chỉ ra rằng xa xưa ở Á Đông người ta đã coi mặt trăng và mặt trời như một cặp vợ chồng. Họ quan niệm rằng mặt trăng chỉ sum họp với mặt trời một lần mỗi tháng. Sau đó từ ánh sáng của chồng, nàng trăng mãn nguyện đi ra và dần dần nhận được ánh dương quang trở thành trăng non, trăng tròn, để rồi lại đi sang một chu kỳ mới. Do vậy, trăng là âm tính chỉ về nữ và đời sống vợ chồng. Và ngày rằm tháng 8, nàng trăng đẹp nhất, lộng lẫy nhất, nên nhân gian làm lễ mở hội ăn Tết mừng trăng. Còn theo sách Thái Bình Hoàng Vũ Ký thì người Lạc Việt cứ mùa thu tháng 8 mở hội, trai gái giao duyên, ưng ý nhau thì lấy nhau. Như vậy mùa thu là mùa của thành hôn. Việt Nam là một nước công nghiệp nên nhân lúc tháng 8 gieo trồng đã xong, thời tiết thì dịu đi, là lúc muôn vật thảnh thơi, người ta mở hội cầu mùa, ca hát vui chơi Tết Trung Thu. Còn ý nghĩa ngày Tết Trung Thu thì sao? Trải qua 2000 năm, con người luôn cho rằng có mối liên hệ giữa cuộc đời và vầng trăng, trăng tròn và trăng khuyết, niềm vui và nỗi buồn, sự đoàn tụ, sum họp hay là chia tay. Cũng từ đó, trăng tròn là biểu tượng của sum họp và Tết Trung Thu cũng được gọi là Tết Đoàn Viên. Trong ngày vui này, theo phong tục người Việt, tất cả các thành viên trong gia đình đều mong muốn quây quần bên nhau cùng làm cỗ cúng gia tiên. Khi đêm xuống, mặt đất ngập tràn ánh trăng vàng, xóm làng thì cùng nhau tụ họp uống nước chè xanh, ăn bánh ngắm trăng và bày hoa quả bánh kẹo cho trẻ em vui chơi trước đèn múa lân, trong trăng, phá cổ. Ngoài ý nghĩa vui chơi cho trẻ em và người lớn, Tết Trung Thu còn là dịp để người ta ngắm trăng tiên đoán mùa màng và vận mệnh quốc gia. Nếu trăng thu màu vàng thì năm đó sẽ trúng mùa, tầm tơ. Nếu trăng thu màu xanh hay là lục thì năm đó sẽ có thiên tai. Và nếu trăng thu màu cam, trong sáng thì đất nước sẽ thịnh trị,